Đây, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay dịch quá, tem chúng mình sẽ đi vào rừng và tránh dịch trên rừng. Hôm nay tem chúng mình sẽ chinh phục cái ngọn đồi này, cái khu rừng này. Và trên này thì có người ta nói là sẽ có một cái mộ, nó cũng lâu đời lắm rồi mình cũng không biết. Nên sẵn mình có đem nhang với lại ít bánh lên mình thắp nhang. Rồi mình sinh tồn ở trên này. Mình vừa tránh dịch mà thử thách cho bản thân mình coi mình sẽ được bao lâu trên đó. Rồi ok. Rồi bạn Tài và tất cả các bạn đã chào tất cả các bạn rồi. Thì anh em mà đang trên đường để lên cái ngọn núi bên kia các bạn ơi, để sinh tồn các bạn. Thì đây là nguyên đoàn của anh em mình hôm nay, gồm có Sơn, Cu và Tài Ke, mấy anh em mình. Thì bạn Sơn thì cũng có mang theo cây đàn để lên kia chiều nay rảnh rảnh anh em mình ca vài bài các bạn ơi. Rồi các bạn theo chân anh em mình đi các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì trên đường anh em mình đi sinh tồn các bạn, thì có đi ngang qua hai ngôi mộ cổ. Ở đây thì mình thấy có một cái nè. Cái này cũng rất là lâu rồi, cũng hoang hóa đó các bạn ơi, không ai đốt nhang hay cúng kiến gì hết. Thì bên đây thêm một cái ngôi mộ lớn nữa các bạn ơi. Thì anh em mình cũng hôm nay đi ngang qua đây thì cũng sẽ dọn cỏ sơ sơ để cúng kiến các bạn, để anh em mình ở sinh tồn kế ra luôn các bạn ơi. Đây để mình dựng máy quay ra vô mình cúng một tí các bạn, để tối nay anh em mình sinh tồn ở đây các bạn, để xin mấy vị ở đây để cho anh em mình đêm nay ngủ lại đây các bạn. Sơn cầm anh Sơn qua hấp anh đi lấy bánh nước nè, anh đổ anh kia. Hello tất cả các bạn nha. Hiện tại bây giờ anh em mình dọn cỏ sơ cho cái ngôi mộ này các bạn. Thì cũng có bạn Tài cũng có mua mấy bịch bánh á, với mấy lon nước ngọt thì cũng cúng cho mấy người ở đây các bạn ơi. Thì để xin tối nay anh em mình ngủ đây cho nó thuận lợi các bạn. Giờ mình quay bên kia cho bạn Sơn cũng đang cúng cái mộ kế bên đó các bạn ơi. Ở đây thì ngôi mộ này thì cũng đã rất là lâu đời các bạn ơi. Bia đá thì cũng đã ngã như vậy các bạn, mà không biết của ai các bạn. Không có ai, không có chủ nhân hay sao các bạn ơi. Không thấy dọn dẹp gì hết đó các bạn. Bên kia thêm một cái nữa các bạn. Thì bạn Sơn với bạn Tài đang bỏ mấy lon nước với cái bịch bánh ra cũng thắp cho bên kia mấy cây nhang các bạn. Xé bịch bánh đó luôn Sơn ơi. Thì anh em mình cũng cầu xin là mấy vị ở đây để phù hộ cho anh em mình đó các bạn. Để tối nay anh em mình ngủ gần đây nè các bạn ơi. Cách lên khoảng 50 mét là cái chỗ anh em mình dừng chân nghỉ các bạn.
bạn Sơn cũng xong rồi các bạn. Giờ anh em mình tiếp tục di chuyển lên khúc trên kia các bạn ơi, lên cái chỗ đây anh em mình dựng trại nghỉ các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Anh em mình đã lên tới chỗ để dừng trại đây các bạn ơi. Bạn Sơn vừa đi qua bên kia các bạn. Thì bây giờ anh em mình chuẩn bị để kiếm mớ cây để đóng một cái lán nghỉ ở đây luôn các bạn nha. Anh em mình sẽ sinh tồn ở đây làm cái lán nghỉ ở đây nha các bạn nha. Hello các bạn ơi, bây giờ bạn Cu sẽ chặt cái bụi cây gai này ra các bạn ơi, để cho có cái view để nhìn ra ngoài ở dưới thung lũng đó các bạn, cho đẹp đó các bạn. Hello các bạn, bây giờ bạn Cu đang đào lỗ chuẩn bị chôn mấy cái cột xuống các bạn ơi. Để anh em mình làm cái sàn ở trên này các bạn. Để có cái view để nhìn ra khu núi đồi bên kia các bạn nha. Để anh em mình sinh tồn qua mùa dịch các bạn nha. Đây các bạn. Bạn Cu đang đào lỗ các bạn ơi. Hello tất cả các bạn, nãy giờ anh em mình cũng đi gom được mớ cây rừng các bạn ơi, với lại đang chuẩn bị chặt thêm mớ nứa đó các bạn, để lót cái sàn ở trên các bạn. Thì anh em mình đóng từ hồi sáng tới giờ các bạn ơi, thì được một cái sàn nữa các bạn ơi. Thì bạn Cu với bạn Tài đang lấy dây rừng để cột lại các bạn, để xuống bình quay gần các bạn xem nha các bạn nha. Thì hy vọng cái chỗ này sẽ là nơi sinh tồn của anh em mình từ đây về sau luôn các bạn ơi, tránh dịch luôn nha các bạn. Hello các bạn, bạn Cu đang cột dây rừng, cột cho mấy cái cành cây cố định lại các bạn ơi. Ở bên dưới thì anh em mình có làm cái trạng hai này các bạn, để chống đỡ cái phần sàn đó các bạn. Và bạn Tài trên đây cũng đang cột các bạn ơi. Thì anh em mình lấy mấy cái trạng hai này các bạn, để chống đỡ cái đòn ngang các bạn ơi. Và bạn Tài cũng có cố định lại bằng dây các bạn, dây rừng các bạn. Bước được mới dây rừng, ở đây rừng thì dây rừng rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đó bạn Tài cũng đang quấn, quấn dây rừng. Tài ghe chào các bạn, cái Tài ghe chào các bạn nha. Cũng hơi đừ đó, nhưng mà Cu Mập chào các bạn nha, cái con chào các bạn. Cũng hơi mệt các bạn ơi, hôm nay anh em mình đi lại dính mưa đó các bạn ơi, nhưng mà cái view ở đây thì quá đẹp các bạn, rẫy của bạn Tài nha các bạn ơi, view rất là đẹp luôn các bạn, nhìn xuống thung lũng rất là đẹp các bạn. Anh em mình cố gắng làm cái lán này cho hôm nay cho nó hoàn thiện luôn các bạn ơi, để anh em mình sinh tồn ở đây luôn các bạn. Anh em mình dường như cũng đã hoàn thiện được 30% rồi các bạn ơi. Đây nè các bạn, anh em mình lót ở trên đây được mớ cây trên đây rồi, chuẩn bị đóng một số nứa lộ ô với nứa ở trên các bạn, là làm cái sàn nó nằm luôn các bạn ơi. Là ok các bạn, lợp mái là ok các bạn. Phong cảnh thì rất là đẹp các bạn, rất là bình yên luôn. Đẹp chứ. Hello tất cả các bạn nha. Sau từ sáng tới giờ các bạn ơi, anh em mình đã xong được cái phần bên dưới rồi các bạn. Thì bạn Tài với bạn Cu đang lợp mái, chuẩn bị cho phần lợp mái các bạn ơi. Đây các bạn. Cái view nhìn ra ngoài bên thung lũng rất là đẹp các bạn ơi. Các bạn đó theo dõi đây các bạn ơi, bạn Tài với bạn Sơn đang chặt lá đụng đỉnh các bạn, gom mớ lá để về gặp mái các bạn. Bạn Cu thì đang đi qua bên kia kiếm mớ cây các bạn. Bạn Cu đang tút bên kia chào các bạn mà chắc các bạn không nghe thấy đâu. Đây này các bạn, lá này lá đụng đỉnh rồi các bạn, ở trên rừng thì rất là nhiều loại lá luôn. Thì mình cứ lấy cái lá này về mình lợp mái nhà các bạn ơi. Nói chung là anh em mình cũng có mang theo bạc nữa. Nó
dự phòng trời mưa ha. Cái lá này thì các bạn thì nó dở cái chỗ là cái lá nó hơi thưa các bạn ơi. Khi mà mình lợp á, nếu mà trời nắng thì ok nha, gặp trời mưa bão theo cái mùa mưa này nè các bạn là phải cần có một cái tấm bạc để che phủ bên trên đó các bạn. Đang làm gì vậy? Mình đang chẻ cái, mình lấy cái cao hủ của nó ra nè. À, lấy cao hủ ra hả? Lấy cao hủ ra là ăn. Chiều nay món canh của mình là canh này đi. À, đúng đỉnh. Canh đúng đỉnh hả? Với đúng đỉnh nướng. Ngon vậy. Ớt. Nghe là thấy mê rồi. Đây các bạn, thì bây giờ mình xuống ở đây mình quay mấy cái trái các bạn xem nha. Đây có trái này các bạn ơi. Trái mà nó chưa chín, rụng hết rồi. Đây các bạn ơi. Kìa, trên kia có buồn chín. Buồn chín luôn hả? Ừ. Ui trời, ở dưới kia cũng nhiều kìa. Cái cây đó thì đâu có chặt hết rồi. Ở đây các bạn ơi, các bạn có thấy các bạn ở trên này các bạn ơi, trên cao lắm các bạn. Đây các bạn, cái trái ở đây nè các bạn. Đây bạn Tài đang chặt thêm mấy cái đụng đỉnh non các bạn. Mấy cái đụng đỉnh nhỏ. Cây này nó cũng hơi ngứa nha các bạn. À, nói chung là mình cũng làm từ từ thôi. Bạn Tài thì nó hơi ngứa. Cái trái nó thì mình ăn sống, mình lột ra hết thì ăn nó hơi tăng tăng, hơi ngứa ngứa. Chắc cây nhỏ đã đủ rồi ta. Đủ rồi. Mà mình ngâm rượu á, ngâm rượu sao chạy cũng tạm chặt sau hướng lấy cái bọng luôn, là lấy cái cà hủ vừa luôn. Cà hủ nằm trên đây nè. À, ở trên hả? Dưới nó vàng. À, bạn Tài chặt mấy cây nhỏ luôn các bạn. Lấy thịt mỡ lá ra cho đủ luôn các bạn. Bạn Cu Mập thì đang kiếm cây bên kia các bạn. Xong mớ lá này anh em mình di chuyển qua bên kia để lợp luôn cái phần mái các bạn, cho nó hoàn thiện xong phần mái các bạn, chứ là cái phần sàn các bạn ơi. Anh em mình làm cũng nguyên cả buổi sáng các bạn mới được cái phần sàn bên dưới các bạn ơi. Bây giờ anh em mình chuẩn bị lợp mái với làm thêm cái sàn với lợp mái nữa cho hôm nay ráng cho nó xong luôn các bạn. Dạ rồi. Dạ. Ngon hả? Ơ có cái trái gì đẹp quá Tài, cái trái gì trắng trắng kìa. Dây này là dây rừng. Dây rừng hả, cái trái ăn được không ta? Không, trái này ăn không được đâu. Chim nó ăn không, có chim ăn là ăn được á. Trái này ăn vô là quéo á. Đây các bạn ơi, mình thấy cái trái gì đó rất là đẹp các bạn. Cái trái này chắc ăn không được các bạn, bạn Tài nó ăn không được nha. Nó một chùm như vậy các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà bạn Tài nó ăn không được, nhưng mà nếu mà trái này mà chim nó ăn được thì mình ăn được các bạn nha. Cái rừng này, chặt cây, mình quay ra. Đẹp lắm. À, đây có cái bắp chuối rừng các bạn ơi. Bạn Tài chặt cái cây chuối rừng này luôn, kiếm cái bắp chuối các bạn. Chuối mình rất là nhiều nha các bạn, nên cái vùng đồi núi anh em mình riêng về chuối thì nó bao la các bạn ơi. Mình không rất sợ. Nên bạn Tài lấy cái bắp nữa để trưa nay lên nấu canh hay luộc các bạn, cho muối ớt ăn cơm các bạn ơi. Ăn đỡ mấy ngày đi rừng mà các bạn đâu có gì ăn đâu các bạn. Tối chiều nay anh em mình đi đặt mớ bẫy đó các bạn, để coi tối có dính được con chuột hay con sóc vậy các bạn, để tối nướng cơm các bạn ơi. Đây dây rừng thì nó chặn chịch các bạn, cái khu này rất là u ám, đông muỗi rất là nhiều luôn các bạn ơi, muỗi nhiều lắm. Để coi bắp chuối Tài. Tài kia giờ hái được bắp chuối các bạn. Mình đang, để chút quan sát xa vòng vòng đây còn cái gì mình có thể sử dụng được cho buổi trưa không? Bây giờ các bác chuối đi với mấy cái kia chắc đủ rồi Tài, mua ớt đi. Để mình quan sát cái chỗ này còn cái cây gì mình ăn được không? Bạn Tài nói qua đây coi còn cái gì ăn được. Các bạn có nghe tiếng chim với tiếng sóc kêu các bạn. Bên kia mình thấy có cây sung, đi qua đó chắc có sung trái. Hả? Ừ. Qua coi nó có sung không, có trái không? Bên này nè. Đây, cái cây này rất là đẹp kìa. Đâu đâu. Mà cây này hình như ăn cũng không được. Ăn được luôn. Đây các bạn, trời ơi. Đây. Cây này trồng kiển đẹp lắm các bạn. Anh em mình không biết cái cây này cái gì nha, có ngứa hay không các bạn nha, nhưng này nè. Cái trái rất là đẹp luôn các bạn. Nó màu tím nha, nó màu tím mà nguyên một chùm các bạn ơi. Đây mình quay gần các bạn xem nè. Rất là đẹp luôn các bạn, mà không biết nó là cái cây gì các bạn ơi. Ở trên đây thì rất là nhiều luôn. Anh em mình thấy nó rất là nhiều luôn các bạn. Nó còn cây bên đây thì nó giống như là cây mai rừng các bạn ơi, đây nè. Cái lá nó giống lá mai á, giống lá mai rừng á các bạn. Bây giờ anh em mình tiếp tục di chuyển bên kia để lập mái nhà các bạn ơi. Hello các bạn nha, bạn Sơn đang lột cái phần mái bên trước các bạn. Đây là mấy cái nhánh cây đủng đỉnh mà anh em mình vừa chặt về các bạn. Bạn Sơn đang lập mái trên đây.
ở phần sau thì anh em mình lợp được một nửa đó các bạn, còn phần trước thôi các bạn. Bên dưới thì các bạn cu với bạn Tài ở bên kia đang nhúng cái bếp lửa cho nó ung gió đỡ mũi các bạn, mũi lắm các bạn ơi. Để mình ra sao mình quay lên cho các bạn xem nha. Đây là các bạn, cái láng của anh em nè các bạn. Thì ước tính cái chiều cao của nó từ đất lên tới phần mái thì nó tầm khoảng rơi vào khoảng cỡ 4 mét các bạn. Rất là cao luôn, gần tới cái đọt cây trên luôn các bạn nha. Thì bên dưới là cái sàn của anh em mình, nó nằm ngay chuyền núi luôn các bạn, nó rất là dốc luôn các bạn. Ở bên dưới thì anh em mình có làm mớ cây các bạn để chống ở trên, ở trên thì anh em mình gác mấy cái cây ở trên, dây rừng ở trên các bạn. Thì bạn chủ yếu là sử dụng dây rừng cột các bạn ơi, sử dụng dây rừng để cột. Mát quá. Ở trong cái nhà lá về giữa rừng các bạn rất là mát luôn, có điều là muỗi thôi các bạn ơi, muỗi thì rất là nhiều luôn. Xin chào tất cả các bạn nha. Bình đang lên cái khúc giữa rừng đây các bạn, giữa cái tiền núi đây các bạn ơi, rất là mệt luôn các bạn. Thì có một con chim nó hót rất là hay các bạn, đó nó kêu rất là hay luôn. Thì mình đi thì mình phát hiện ở đây có một cây sung, cái trái sung này có thể ăn được các bạn ơi, sung rừng các bạn. Đây nè, đây các bạn có thấy không các bạn, nó có ít trái lắm các bạn. Bạn Tài đang lên là để hái mớ sung các bạn, biết chưa anh em mình ăn luôn các bạn. Hết trái hết rồi, tài leo luôn hả? Ồ, cây này hơi cao quá nha Tài nha. Bạn Tài quyết định leo lên hái mớ sung các bạn ơi, trái nhiều lắm các bạn. Nhưng mà mùa này thì dường như là mấy con sóc với con chim nữa các bạn, nó ăn rồi các bạn, hơi bị trơn các Tài ơi. Tài bạn Tài, bạn Tài đang leo lên chưa? Để hái các bạn ơi, được một trái này các bạn. Đây các bạn ơi, được một trái này các bạn. Đây nó cứ mũ các bạn, mũ cuốn nó mũ rất là nhiều mũ luôn các bạn. Nhưng mà sung rừng ăn rất là tốt rồi nha. Đây bạn Tài hái thêm được mớ rồi các bạn ơi. Đây các bạn, mũ nhiều lắm các bạn. Nó không rụng là cái trái nó ăn ngon đó. Trái này nếu mà chín nó ăn ngon hơn sung thường của mình các bạn nha. Nó sung rừng á, nó có mật ở bên trong á. Ồ cái trời trời quá. Mình đứng mình té luôn các bạn ơi. Mình lên xích đây mình quay các bạn. Bạn Tài đang leo lên cây luôn các bạn. Tài quăng dưới gốc đi Tài, lụm Tài ơi. Thành công rồi á. Thành công chưa? Nói chung là nó còn ở trên ngọn, nó trên cao quá, cây này nó nhỏ nữa, leo nguy hiểm lắm á. Để lấy cái cây mà thọt đi Tài. Được, ăn đủ hả? Ừ, có tùm lum rau mà. À nhiều rồi ha, để dành được sao ha. Giờ chủ yếu hôm nay mình xuống thịt thôi. Anh em mình ăn rau cải này nhiều các bạn, hôm nay coi có thịt các bạn đi kiếm đặt mớ bẫy á các bạn, chút rảnh anh em đặt mớ bẫy để kiếm mớ thuốc rừng các bạn ơi. Làm xong chạy láng rồi cái hôm nay mình đi kiếm thịt. Thì cái mình thấy là cái phần bên trên đó các bạn, cái phần bên trên ngọn nè, nó cũng còn trái các bạn ơi, nhưng mà bạn Tài kêu thôi để dành các bạn, để mấy bữa nữa anh em mình lên sinh tồn tiếp các bạn, có ăn các bạn ơi, chứ hái hết thì bây giờ mùa nó cũng gần cuối mùa các bạn, trên ngọn đó các bạn, để dành lại các bạn ơi. Rồi, bạn Tài đang leo xuống không tới góc rồi các bạn, anh em mình thu hoạch cũng được mớ rồi. Tài cầm mấy cái trái lên cho mấy bạn coi thôi. Mang giày vô. Tài mang giày các bạn. Leo lên bằng Tài leo cũng được hơn nửa cây các bạn ơi, nhưng mà phần hái cũng đủ rồi các bạn. Anh em mình có mấy người hái nhiều dư ăn không hết, uổng lắm các bạn. Cái này ăn rất là tốt cho tim mạch với lại nhuận chương. Nhuận chương á. Chị coi tử ăn cũng hết rồi này. Đúng rồi. Cái mũ ăn tốt lắm á, cái mũ hái gì á. Không, mình phải làm ra hết mũ. Thấy người ta uống mũ luôn mà, người ta uống mũ sung luôn mà. Cái đó thì mình
chưa biết. Chưa biết. Mình cắt cái này ra mình ngâm với muối. Mình đang nói uống bổ sung cho bạn Tài dám uống các bạn, nhưng mà bạn Tài không dám chơi các bạn ơi, thì mình cho bạn Tài các bạn chứ cái bổ sung uống gì các bạn. Ăn trái đi các bạn ơi. Bỏ hết mũ rồi các bạn. Bạn Tài cũng khá tỉnh táo các bạn. Lên đây chuẩn bị chặt cái bụi nứa, bụi trúc này. Nứa hả Tài? Đi lên luôn không? Lên luôn không? Lên đi. Đi lên luôn, lên luôn. Một mớ mình đem xuống mình lót sàn để tối nay mình ngủ. Ok ok. Rồi mình với Tài sẽ di chuyển lên trên cái bụi bụi trúc, bụi nứa rừng các bạn ơi. Trên đây nè, anh em mình chặt mớ cây để xuống để anh em mình làm cái sàn các bạn. Còn hai cụ nhỏ thì nó đang lợp mái dưới rồi. Anh em mình lên chặt các bạn ơi. Đường đi thì nó hơi khó đi các bạn. Dốc lắm. Cái này là các bạn đi thấy quen các bạn nha. Chứ bình đi là bình té hoài luôn các bạn. Ở đây thì mình thấy có mấy cái nấm gì nhỏ nhỏ các bạn. Nấm này chắc ăn không được đâu. Chút xíu à. Đây các bạn, nấm chút xíu là nấm này ăn không được các bạn. Nó bự bự chắc ăn được á. Nhỏ quá. Rồi bạn Tài lên tới bên kia các bạn. Bạn Tài kia là giờ bạn Tài đi qua bên kia là tới bụi các bạn. Giờ đẩy bình. Mình đi lên theo bạn Tài đi qua cái bụi nứa bên kia để chặt mớ nứa về làm cái sàn các bạn. Chào các bạn nha. Thầy bạn Tài Ke đang chặt mớ nứa rừng các bạn. Để anh em mình làm sàn. Cây này là nó mọc tự nhiên các bạn ơi. Tới mình quay cho các bạn xem nha. Đây nhiều lắm các bạn ơi. Đây nè. Rất là nhiều luôn. Không biết có măng không Tài? Có măng không? Cái này măng này ngon lắm á. Hết măng rồi. Hết hả? Mưa nhiều quá mà nó lên hết. Những cây này là mới nè. Không. Cái măng này ăn rất là ngon các bạn, nhưng mà bạn Tài nói mùa này nó đã hết rồi các bạn ơi. Không còn các bạn, tại vì mưa nhiều quá là nó lên hết rồi. Lên rừng mà vẫn sợ dịch nè các bạn. Lúc nào cũng phải có khẩu trang nha. Tài đang rong mấy cái lá nữa các bạn. Cu với Sơn đang làm gì ta? Đang đóng cái vách hả? Vách vô bạn Sơn và cu đang làm mấy cái cây ngang để cho không có ngã ra ngoài các bạn. Ở bên trong thì bạn Sơn và cu nãy giờ lợp cũng phần lá các bạn ơi. Lợp lá quá trời các bạn. Lá đúng đỉnh. Bạn Bình với bạn Tài Ke mới lên trên kia chặt cây xuống, bạn Tài Ke đang thở oxy dưới các bạn. mất nước các bạn ơi. Cái view nhìn xuống thung lũng rất là đẹp các bạn ơi. Ở trên đây là cánh rừng nhìn xuống thung lũng. Các bạn nha, bạn cu mập bạn Sơn mới lên trên khúc trên đầu rừng trên kia cưa được mớ lầu ô đó các bạn. Kế xuống đây giờ bạn cu mập đang cưa, còn bạn Sơn thì đang truyền lên đây. Anh Cường mới ở dưới nhà lên các bạn, dưới thung lũng dưới kia lên, anh Cường mang cho anh em được mấy chai nước uống các bạn. Tại sáng anh em đi không có nước. Rồi anh Cường lợp luôn cái sàn luôn cho anh em luôn, rồi anh em hỗ trợ để cho nó xong sớm các bạn ơi. Anh Cường chào các bạn nha. Vẫn là nụ cười thân thiện ngày nào các bạn ơi. Anh Cường thì hơi ít nói các bạn, nhưng mà anh rất là dễ thương các bạn ơi, hiền lắm. Bên đây bạn Sô Vàng là Sơn, bên kia là cu Bọc đang cưa cây, còn Tài Ke nấu thì vẫn thầm lặng như ngày nào các bạn ơi. Anh em cứ làm mà bạn Tài cứ lo cho anh em bữa cơm các bạn, thì bởi vì bạn Tài mới có biệt danh là Tài Ke nấu đó các bạn. Anh em nói chung là cứ đói là xuống bạn Tài nấu đồ ăn cho ăn các bạn ơi. Bạn Tài cũng làm được 4 ống cơm lam. Bạn Tài nói làm luôn cho buổi chiều các bạn ơi, sợ chiều nó mưa các bạn không có nấu được á, bạn Tài làm luôn. Rồi bây giờ đây cái sàn thì để mình qua mình quay lại cho các bạn xem nha. Đây nè, thì lợp được lót được một nửa sàn rồi các bạn ơi, thì còn một nửa bên ngoài nữa. Thì bạn Sơn bạn cu thì đang ở dưới đây để hỗ trợ đưa lên cho anh Cường ở trên thì lót sàn. Hôm nay bạn Sô Vàng có mang theo cái đàn guitar để chiều đàn hát tặng các bạn vài bài. Dạ.
anh em thì lấy mấy cái dây rừng các bạn ơi, dây rừng nó quấn các bạn, nhưng mà cái dây rừng này các bạn yên tâm nha, rất là chắc luôn, mà nó đụng trời mưa thì nó lại càng dẻo các bạn, nên là rất là yên tâm. Ở bên dưới thì anh em mình có chống mấy cái cây các bạn, nó có cái chạn nè, anh em mình chống đỡ lên như vậy các bạn ơi, nhưng mà cũng rất là chắc ăn nha, không có sao đâu các bạn. Đây mặt mặt tiền của anh em mình đây. Xung quanh là núi hết. Ở đây thì không khí rất là trong lành các bạn, nhưng mà nó buồn thôi. Nếu mà ai chịu buồn được thì ở với anh em mình là được các bạn. Chỉ xung quanh là cây cối, chim chóc nó hót thôi, không có ai hết. Nhiều lúc cuộc sống của anh em mình đó các bạn, muốn được ở thành phố như mấy bạn á, nhưng mà cũng khó các bạn. Ở đây điều kiện thì nó thiếu thốn đủ thứ các bạn, đi lại nó cũng thiếu thốn, ăn uống chi phí tất cả mọi thứ cái gì nó cũng thiếu thốn các bạn, nó không có đầy đủ. Được cái là nó thoải mái thôi, không có lo nghĩ gì hết, chỉ còn có gạo là sống rồi các bạn ơi. Còn đa phần là đi ra ngoài rừng kiếm mớ rau, mớ cải để ăn hả các bạn. Chào thầy Ke. Thì hôm nay anh em mình lên quyết định vào ngày đầu tiên đi sinh tồn trên rừng á, thì làm lán chạy nè, đấy rất là mệt luôn. Rồi Tài Ke có cảm nghĩ gì không? Mình thì bình thường rồi, mình quen rồi, thì chỉ sợ mấy anh em không biết cái điều cực được giống như mình hay không thôi. Chứ còn mình thì dễ ăn dễ sống lắm, dễ ăn sống ha. Bạn Tài thì nói là đi lên rừng sinh tồn rất là vui, tại vì anh em ở đây là sống đa phần ở trên rừng, các bạn đâu có phải ở thành thị đâu các bạn. Bạn Tài nói cho vui thôi, nhưng mà ở trên rừng thì rất là vui các bạn. Bạn Tài thì rất là phấn khởi ha. Rồi bây giờ mình qua tới mình phỏng vấn Sơn với cu mập đi. Bây giờ Sơn ơi, cho cảm nghĩ hôm nay em đi sinh tồn trên rừng á, cảm giác nó sao? Cảm giác ngày hôm nay hả? Cảm giác ngày hôm nay leo núi hơi mệt, nhưng mà mệt. Nhìn cảnh đẹp hết mệt. Cảnh đẹp ha, lên đây rất đẹp và anh em làm cũng rất là vui luôn, rất là thích luôn. Hôm nay trời không có mưa nên làm sướng à. Rồi ok, tới cu mập. Cu mập ơi, hôm nay em đi rừng thì sinh tồn để làm liều sinh tồn nè, em có cảm giác trong em nó có mệt mỏi hay là nó phấn khởi hay sao không em? Quá vui. Quá vui ha. Thoáng mát. Thoáng mát cái gì nữa? Ngứa không? Vui lắm. Vui lắm hả? Mũi cắn chút xíu thôi. Mũi cắn lắm. Vẫn là câu nói ngày nào các bạn ơi, vui lắm. Mũi cắn xíu thôi. Vậy thôi. Cái lời nói của bạn cu cũng rất là chân thật các bạn ơi. Anh lập sàn nữa. Thì bây giờ lên tới anh Cường nha. Anh Cường thì xếp theo già làng các bạn nha. Là kia là sư phụ mình hôm nay cũng không đi được các bạn, có anh Cường thôi, anh Cường cũng già nhất hôm nay rồi. Anh Cường hất liễu hôm nay đi rừng cảm giác sao anh Cường? Là rất vui nhưng mà cũng hơi mệt. Leo núi hơi mệt nhưng mà vui lắm. Vui ha, anh Cường cũng cảm nghĩ rất là vui các bạn. Đi rừng vui, hơi mệt mà vui. Anh Cường lót cũng được gần hết rồi các bạn. Rất ok luôn. Đó mà cảnh rất đẹp nha. Cảnh đẹp lắm các bạn. Ở đây anh em mình nhìn lên đây coi cảnh rất đẹp. Đúng không? Trả phí cho cái tour này chứ. Tour này anh Cường sẽ trả phí cho anh em mình là 2 gói mì tôm các bạn nha. Đây này chắc lắm. Chiếc luôn đây thôi. Bạn Sơn đang dùng mớ dây rừng để quấn cố định lại những cái phần che nứa bên trên đấy các bạn. Lấy dao cắt đi sao. Rồi, chào các bạn nha. Anh em mình đã hoàn thành xong một cái lán chạy rồi, giờ có mưa gió anh em cũng không sợ nữa. Bây giờ là tất cả là mình có cái chỗ trú ẩn rồi. Nói chung là mình sẽ tìm cái ăn thì nó cũng đơn giản thôi. Quan trọng nhất là cái chỗ trú mưa nè. Bây giờ anh em mình cũng hoàn thành rồi. Chắc ăn nằm đã luôn. Nằm quá sướng. Nói chung là ok. Chỗ này là tránh dịch là... Phấn khởi ha. Anh em rất phấn khởi ha. Nói chung là thành quả anh em mình đã xong các bạn ơi. Sau một ngày vất vả, anh em mình cũng đã hoàn thành xong được cái lán chạy của anh em mình rồi các bạn ơi. Ở đây nhìn xuống vực thẳm sâu, nhìn xuống đã lắm, bầu ấy, khung cảnh nó rất là đẹp các bạn ơi. Núi gió đã.
À, cua mập có cảm nghĩ gì không? Không có cảm nghĩ gì hết. Thấy quá mát. Thấy à, mát ha. À, mà không biết nó có sập hay không thôi. Những người mập rất là sợ các bạn ơi. Nhưng mà quấn dây rừng rất là chắc các bạn nha. À, từ phần trên đó, phần mái xuống dưới đây là ước tính khoảng tầm khoảng cỡ 4-5 mét các bạn nha. Rất là cao luôn. Sàn xuống đất 2 mét. Ê, chào các bạn, mình nằm miếng đã.